Hello anh em, mình là Kin Motul. Ở clip tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em lắp cái bộ côn con EC150 này vào. Ở clip lần trước thì mình đã hướng dẫn anh em lắp bộ biên để bộ số lên xe. Sau khi bôi keo lên các cái bề mặt tiếp xúc ở giữa hai cái mép này thì anh em đã bắt ốc vào cách hoàn thiện nhé. Thì cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn anh em lắp toàn bộ cái bộ côn này vào trong mỗi clip này. Ok, thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em. Ở đây thì nó sẽ có một cái khâu để cái cần khởi động nó vào, cái xe này nó không cần khởi động nó vào, thì đây nó sẽ có hai cái phanh ở đây. Thì tương tự như thế thì anh em sẽ lắp hai cái phanh vào. Đó, anh em sẽ lắp mình một cái phanh vào. Và trên cái bộ côn như này thì nó sẽ có hai cái khâu như thế này. Thì một cái khâu ngắn nó sẽ vào đây. Cái chỗ này nó sẽ ăn gian một cái bánh răng để nó lai vào cái bộ côn để anh em đạp này. Thì cái này anh em có tháo vứt đi cũng được, hoặc là anh em lắp vào cũng được. Nhưng mà xe người ta đã thiết kế ra thì cứ thế lắp vào. Còn một cái này, cái khâu dài này thì anh em sẽ lắp vào cái trục của lăng đối xứng ở đây. Ok, rất là đơn giản thôi. Thì ở đây nó còn một cái phanh nữa ở đây, thì anh em sẽ cài cái phanh vào. Đó, rất là đơn giản thôi. Thì ở đây nó sẽ có một cái lông đen anh em nhé. Ở đây nó sẽ có một cái lông đen mỏng ở đây. Đó, ở đây nó sẽ có một cái lông đen mỏng ở đây. Đó, anh em nhìn nó bấp bênh. Đó, thì mình đã thả vào rồi. Ok, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ với anh em về cái cách lắp. Thì ở đây nó sẽ có một cái bánh răng để lai, bánh răng bơm dầu. Đó, thì ở đây nó sẽ có một cái chiều có cái khớp rất là dài đây, và chiều này chiều bằng. Thì tương tự như thế thì anh em sẽ thả vào như thế này nhá. Cái chiều khớp này anh em sẽ quay xuống chỗ vòng bi trụ cơ ở đây. Để lắp vào được cái này là đơn giản thì anh em nên cho một tí dầu ở đây. Đó, anh em nên cho dầu mới nhé, đừng cho dầu cũ còn gì cả. Cái máy người ta nó đang sạch rồi. Đó, thì anh em sẽ thả vào đây. Rất là nhẹ đấy, bình thường cái này rất là khít. Anh em lừa vào đây cẩn thận nhé. Cái bánh răng này nó, bánh răng bơm dầu nó bằng nhựa, nó rất là dễ vỡ. Anh em cho vào quay nó đều nhẹ. Anh em lưu ý ở đây sẽ trên cái thân này sẽ có một cái rãnh ở đây. Thì cái rãnh đấy nó sẽ có một cái chốt dài đây. Thì tí nữa mình sẽ lắp vào. Và tương tự như thế thì ở trên cái trục văng ly tâm, văng ly tâm ở đây nó có một cái khuyết ở đây. Đấy, tí nữa anh em sẽ lắp vào. Ok, thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em lắp cái bánh răng thứ hai. Bánh răng thứ hai thì anh em xác định cho mình như này. Ở trên cái bánh răng nó sẽ có một cái dấu, thì nó sẽ là mặt trên. Còn bên dưới này nó sẽ có một khuyết vòng và có một cái lồi này, sẽ là mặt dưới anh em nhé. Thì tương tự như thế thì anh em sẽ cho dầu vào để lắp cho nó nhẹ nhàng. Anh em cứ cho dầu thoải mái vào đi. Cái này nó rất là khít anh em nhé. Đó, ở trên đây nó sẽ có một cái rãnh này. Nó sẽ tương tự đến, nó sẽ ăn vào cái rãnh ở đây. Đó. Cái này nó sẽ rất là chặt đấy. Nhưng anh em có thể gõ vào, gõ nhẹ nhàng thôi, chứ không phải lấy sức để. Đó, nó xuống đây đấy. Bây giờ nó xoay rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ xoay đây. Đó, ở đây nó sẽ có một cái rãnh ở đây. Đấy, anh em nhìn rõ không? Tương tự thế nó sẽ ăn vào đây. Ôi, ok. Thì bây giờ anh em sẽ định vị nó bằng một cái chốt dài đây. Anh em sẽ lùa vào đây. Ok, nó đã nằm ở đây rồi đó. Cố định ở đây luôn. Đó. Và bên trên, và bên trên nó sẽ có một cái con dài ở đây. Con này sẽ là con nhông, gọi là con nhông hú trước. Nhông hú con nó sẽ ăn vào cái nhông hú to ở cái côn sau này. Thì cái này mình sẽ lắp sau nhé. Ok, thì mình sẽ lưu ý với anh em nào mà không để ý cái này, thì ở đây nó có một cái dấu tương tự thế, nó sẽ ăn vào một cái dấu ở bên cái con nhông ở đây. Đó, thì cái con này nó sẽ là hai miếng rời nhau nhé. Anh em khi mà để vào khay để nhẹ nhàng nhé. Nếu mà ném xuống khay nó sẽ bung ra này. Anh em phải ép lại lò xo rất là vất, rất là mệt. Đó, ở đây nó có một cái khuyết này. Thì tương tự như thế thì anh em sẽ lấy, anh em quay đây. Ở đây nó sẽ có một cái dấu ở đây, như cái dấu mình vừa chỉ rồi. Thì bây giờ mình sẽ zoom gần vào. Ok, thì mình sẽ xoay như này. Đó, thì mình sẽ hướng dẫn anh em. Ở trên cái thân này sẽ có một cái khuyết, thì anh em sẽ lắp vào cái khuyết đấy. Và hai con dấu này giữa hai bánh răng này nó phải thẳng nhau anh em nhé. Anh em cứ thả vào.
lệch rồi. Khi nó lệch thì anh em có thể lấy nó lên, lệch mà răng anh em lấy lên. Đó, hai cái dấu đã thẳng nhau rồi này. Anh em nhìn rõ hai cái dấu thẳng nhau rồi này. Và cái này hiện giờ nó đang lệch nữa. Ok, cái này hiện giờ nó đang lệch thì anh em đây mình sẽ quay ra này. Đó. Ở đây có hai cái lẫy nên nó sẽ lệch nhau. Thì anh em sẽ lùa cho mình cái kìm vào này, anh em xoay này. Đó. Xoay nó thẳng nhau như thế là ok. Đó, như thế là thẳng nhau rồi ạ. Thì tương tự như thế thì ở đây nó sẽ có một cái chốt vuông ở đây. Thì anh em sẽ thảo đây. Cái này nó sẽ hơi khó vào một tí. Anh em đã lấy thẳng vào. Đó, khi lắp xong nó sẽ xuống như này. Thì anh em sẽ quay cho mình đến cái điểm mà có hai con dấu đó. Đó, hai con dấu luôn luôn phải thẳng nhau như này anh em nhé. Đó, rất là đơn giản thôi. Ok. Và bây giờ là mình sẽ nhấc con này ra thì mình sẽ chỉ cho anh em thấy. Lý do tại vì sao mà phải lắp một cái con này vào đây. Đây bây giờ là mình sẽ quay như này cho anh em nhìn vào trong này. Khi anh em quay ở đây đó, anh em nhìn thấy con tâm với xứng lệch tâm ạ. Nếu như anh em không đặt đúng dấu của nó ấy, thì hai cái này nó sẽ đá vào nhau. Đây nó sẽ bổ vào như này, này. Anh em nhìn rõ đó, nó sẽ bổ như này hỏng luôn anh em ạ. Đó, cho nên là anh em phải lắp chú ý cái đoạn đấy. Ok, thì bây giờ là mình sẽ lắp lại một lần nữa cho anh em coi. Cái này thì anh em cứ cho nó xoay thoải mái đi. Cái trục này cứ để nó xoay tự do, không vấn đề gì cả. Đó, thì anh em chỉ cần quan trọng nhất là cái dấu ở đây. Cái dấu ở đây. Anh em đặt. Đó, hai cái dấu nó thẳng nhau luôn rồi đấy. Bên này một dấu thẳng nhau luôn này. Đó, thì mình sẽ xoay tiếp. Cái đoạn này rất là quan trọng anh em nhé, anh em thì đoạn này rất là quan trọng. Đó, nó thẳng nhau rồi đó. Thẳng nhau bây giờ thì anh em sẽ lùa cái thằng này vào. Đó, anh em lùa vào. Ok, lùa vào như thế là nó sẽ quay ra đồng tâm. Bây giờ là mình sẽ quay ở đây, thoải mái không bao giờ chạm nhé. Đó. Nếu như anh em lắp sai cái đoạn này một phát là hỏng luôn, vứt đi luôn. Ok, thì bây giờ ở trên cái con long đen ở đây nó sẽ có một cái khuyết ở đây. Đấy. Thì tương tự như thế thì anh em sẽ đặt vào đúng cái chỗ cái phanh đấy. Đó. Và tiếp theo là sẽ con long đen này nó sẽ có một cái vấu ở đây. Thì anh em sẽ đặt đúng vào cái vấu ở đây. Đó, để chèn nó xuống. Đó, để nó chèn nó giữ cái con cá ở trong. Ok, con long con ốc ở đây. Bây giờ mình sẽ zoom lại, thu lại. Đó, con ốc này anh em sẽ vặn gá vào đây. Thì tí nữa anh em sẽ vặn chặt nó vào sau. Thì bây giờ nếu mà như thế này thì anh em bắn vào là nó sẽ quay tít mù trong này. Ok, rất đơn giản thế thôi. Và đây cái con nhông hú con ở đây này. Đó, thì anh em có thể cho dầu vào. Cho dầu mới nhá, dầu sạch nhá. Cái trục này rất là kít này. Ở trên đây nó có một cái rãnh như anh em sẽ cho vào đúng là cái rãnh như này. Đó, rất là đơn giản thôi. Và một con long đen trắng lên nha anh em nha.
Ốc thì nó sẽ có hai màu ốc này, một con to một con nhỏ. Con nhỏ nó sẽ vào đây, một con to nó sẽ vào đây anh em nhá. Nhớ đấy. Giờ đơn giản thôi, tí nữa anh em hãy giữ vào cái nhông thì anh em vặn ốc à. Ok, và bây giờ là đến cái bộ giật số này, có cái móc hồi ly tâm này. Ok, khi anh em làm anh em lưu ý là phải chèn giấy ở đây nhá, bởi vì cái mép này nó rất là phẳng này. Nếu như anh em không chèn giấy vào đây, anh em đập búa vào đây nó sẽ lõm, nó hỏng cái này đi, nó sẽ xì dầu ra đấy. Ok, bây giờ là đến cái thằng bộ côn sau này. Cái này cứ thế là cho vào thôi. Ở đây nó sẽ có một cái lông đen mỏng này. Đó. Anh em thả vào. Đó, rất là đơn giản thôi. Và tương tự như thế thì ở đây sẽ có một cái con long đen thì bênh Amaya nhé. Ở trên đây nó có cái răng, cái căn bìa đây thì anh em sẽ lùa ra. Đó, rất đơn giản. Ok, thì mình sẽ chỉnh lại cái máy một tí. Ok, và bây giờ này anh em sẽ cho cái bộ Amaya vào đây. Tương tự như thế, ở trên này nó sẽ có cái răng căn bìa đây thì anh em sẽ xoay, nó sập xuống. Đó. Và bây giờ là anh em sẽ cho một cái mình một cái phanh vào đây. Cái phanh này nó sẽ ăn theo bốn cái góc ở đây thì cho góc nào cũng được anh em nhé. Đó. Phanh là quanh dưới nhá, mình cho nhầm. Đấy. Khi lắp xong nó sẽ như này. Và bây giờ anh em sẽ cho ốc vào đây. Và tiếp theo là anh em sẽ bắn ba con ốc để cho chặt. Bây giờ anh em có thể giữ tay vào đây để bắn thoải mái nữa. Còn nếu mà như cái này là nó đang ở đây thì anh em bắn nó sẽ quay tít mù ấy. Nó sẽ va và nó hỏng mấy cái chi tiết của mình. Ok, bây giờ là mình sẽ tạm dừng clip ở đây. Cái clip tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em lắp toàn bộ cái bộ bố vào đây. Và mình sẽ cho anh em thấy một cái mà cách đây hơn một năm này anh em thường thấy ở trên mạng ấy, nó xôn xao về vấn đề cái bộ côn này. Và thì mình hôm nay clip hôm nay thì mình sẽ giải thích luôn. Ok, xin chào anh em.